chị họ của em học chung trường với anh này cấp 2 và cũng quen biết với anh này luôn. Dạ, học kế bên lớp nhau luôn. Dạ. Khi cái bữa đó đó đi chơi xong thì ảnh có hỏi em là em ơi, em có đang tuyển bạn trai không? Cho anh nộp hồ sơ nha. Trời ơi. Ơ, chào chị. Hello hai em. Ôi, đây. Đây cả nhà ơi, trước mắt Nga là đôi vợ chồng trẻ. Đây là Luân, đây là Linh. Vợ chồng em xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Bước vô là Nga bị choáng ngợp với lại cái ngôi da rất là đẹp, decor thiết kế. Ai là người decor thiết kế căn nhà này vậy? Dạ, chính là vợ em ạ. Ôi, em cho chị đi khám phá nha. Dạ được, em mời chị. Cái tông màu xám này nè là Thúy Nga rất là thích nha. Em mai mốt mà chị có nhà cửa đó, em nhớ qua em thiết kế cái nhà hiện đại dạ, cho chị nha. Dạ, sẵn sàng luôn. Chị Thúy Nga là free luôn. Free luôn hả? Trời ơi, lẹ, chắc mai đi mua cái nhà lẹ. Đây, cả nhà ơi, đây là không gian. Ủa, nhà ta mà em giới thiệu đi, chị lộn. Em không giới thiệu đi. Dạ, đây là không gian sinh hoạt ăn uống của gia đình, là bàn ăn với lại bếp của gia đình em. Ồ, dễ thương quá hả? Em đi cái màu mà nó rất là mát con mắt chị luôn á, màu xám. Em thích cái phong cách nó đơn giản cho nên là em chọn những cái gì đơn giản nhất có thể. Không, thực ra là chị thấy nhìn là đơn giản chứ không có đơn giản đâu em ạ. Rất là đẹp và rất là ấn tượng luôn. Trên cái nền mà bàn màu trắng xám này thì lại có một cái bông hoa đỏ. Đây là khu vực phòng ngủ của gia đình em. Ủa sao tự nhiên ở trong phòng này lại có cái nhạc DJ là sao vậy? Em là DJ cho cuối tuần. Bình thường á là cái bàn này là anh để bên phòng của con, nhưng mà giờ em có con rồi em phải về qua đây. Đêm gì rồi sao mà cái DJ rồi chà rồi sao vợ ngủ? Dạ, em cũng thích là nghe nhạc. Vậy em mới dễ ngủ. Khi nào thức thì em chà, khi nào ngủ thì em không chà nữa. Em đi ngủ thôi. Trên cái là dạ ảnh và cưới của vợ chồng cái em cưới đó. Dạ. Mà ông chồng tào dáng hơn bà vợ nha. Ủa rồi sao tự nhiên ngay phòng ngủ có cái xe mô tô vậy? Có nghĩ nhiều lúc em giận vợ quá cái em phóng cái xe em chạy luôn cái ào hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà vợ em giận quá thì em xách xe em đi cho nó khuây khỏa tinh thần tí. Đây là phòng của con gái của em, bé được 10 tháng tuổi. Trời ơi cưng quá à. Ủa cái phòng rất là đáng yêu mọi người ơi. Dạ, yeah, phòng này là vợ em cũng decor luôn. Nguyên cái nhà này là vợ em decor hết. Ồ, vợ em decor. Em là chỉ có nhiệm vụ của em là chỉ chi tiền đi mua rồi rất là sắp xếp vô thôi à. Nhưng mà Linh á là trước đây là học nghề gì mà decor phòng đẹp quá vậy? Dạ, em thì em thích hội họa. Cái phòng chờ vợ chồng kế bên, phòng con kế bên, đôi lúc mà vợ chồng giận nhau đi qua đi ngủ. Ờ không, cái đó là chị tưởng tượng thôi. Không, em thì không được quyền ngủ trong phòng này đâu, em phải ra sofa em ngủ. Thôi vậy hả, là ngủ thẳng ra sofa luôn. Ra sofa luôn. Trời, cái phòng này em... của con là chính chủ là của con rồi, cho em được quyền không, bước được vô. Không được bén chân vô luôn. Chính rồi xác. Bén mảng vô không được vợ được không? Dạ, em được. Chị cảm ơn hai chồng là đã cho chị khám phá cái ngôi gia rất là đẹp. Bây giờ thôi chúng ta đi ra ngoài mình trò chuyện. Gạo mầm Vivigaba chứa hàm lượng hợp chất GABA cao gấp 6 đến 10 lần gạo lứt. GABA là loại axit amin ưu việt giúp ổn định đường huyết, huyết áp, giảm stress và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đạt chứng nhận lâm sàng của Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế Việt Nam. Gạo mầm Vivigaba gieo sức khỏe, gặt yêu thương. Thì hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì em có thể giới thiệu sơ về tên của mình đi. Chào Thúy Nga, chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Hoàng Luân, công việc là tư vấn khách hàng để vay mượn mua nhà. Em tên là Nguyễn Bình Phương Linh. Em vừa là nội trợ với lại phụ giúp gia đình quán xuyến kinh doanh riêng. Cái cơ duyên nào mà tụi em biết đến nhau? Tụi em quen nhau là qua Facebook. Gần 6 năm về trước, em lướt Facebook thôi thì em thấy có một anh add Facebook của em. Em mới thấy là trên cái hình profile picture của ảnh á là có chụp hình chung với một cô gái khác. Thì em cứ nghĩ là thôi mình lướt qua đi, mình không cần phải để ý. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao mà em nhấn vô. Tại mê trai đẹp á, tại mê trai đẹp á. Em vừa mới nhấn vô xong thì anh này nhắn tin cho em luôn. Mới đầu là anh chỉ xưng tên thôi, anh thì anh nói là chào Linh, Linh có thể cho Luân làm quen được không? Cái ngày mà anh nhắn tin á là cái ngày New Year của Mỹ, em cũng đang độc thân cho nên là em cũng không có đi chơi với bạn bè, em ngồi ở nhà rồi em đón giao thừa một mình em với lại bố mẹ em. Em cảm thấy là thôi bây giờ nói chuyện với anh này để giết thời gian đi cũng được. Con mượn người ta dạ. Để mà giết cái thời gian ở không của mình. Rồi cái bắt đầu cái nghiệp nó tới nè, rồi sao? Giờ mới biết luôn. Giờ mới biết luôn. Em nói chuyện khoảng cỡ đâu 2-3 ngày thì em cảm thấy là anh này
lôi cuốn em nhiều hơn. Với lại ảnh cũng nhây, mà nhây còn nhiều hơn em nữa. Nhưng mà cái mà em chưa muốn mở lòng nhiều hơn nói là cái hình, nhiều cái hình, dạ, cái cô gái, rồi. Cái bên, dạ, rồi. Em gạt cái chuyện nó qua một bên. Em tấn công luôn. Dạ, để em để coi coi là anh này như thế nào. Anh này có phải là bay bướm chăn hoa hay là đại loại như nào. Dạ, hay, hay, hay. Dạ, cho nên là em vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với anh này. Tình cờ thì em bắt sóng vô câu chuyện. Tại anh này đang hỏi chuyện là ồ, em có bạn, có trai, bạn trai này kia chưa. Thì em nói là em chưa có, nhưng mà em không có thích người nào mà có bạn trai rồi mà à, có bạn gái rồi. Dạ, có bạn gái rồi. Có bạn gái rồi mà đi nhắn tin với người khác. Anh này anh mới nhảy bén liền. Anh mới nói là cái hình nó không phải là bạn gái của anh đâu. Cô gái nó chỉ là bạn của em. Lúc đó đi mô tô thì buồn quá thì rủ đi chung cho vui vậy thôi. Chụp hình mà để avatar luôn hả? Không, để new feed bình thường thôi. À, là mừng quá. Dạ, nên là trời em như trúng số giống luôn như là, giống như là em đọc được một cái giấc tường. Từ đó là tụi em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Lúc đó là em mới cho FaceTime, gọi điện thoại video call. Nhưng mà cái thời điểm đó đó là cái anh Luân này nè, là tại sao lại kết bạn với cô này? Đó là em nhớ là tầm cỡ 2 giờ chiều. Thì lúc mà còn sinh viên mà đâu có gì đâu làm ngoài thời gian đó. Ờ cũng nữa hả? Hai đứa cũng giết thời gian. Dạ. Nằm trên giường không gì làm thì em ngồi em lướt Facebook. Thì em lướt Facebook tới cái mục mà chị biết là cái là bạn có thể biết người này không? Cái hình avatar của vậy em xuất hiện. Đẹp quá. Bé nhuộm đầu vàng khè à. Ủa, là nhuộm từ thời đó tới giờ cũng, dạ, còn nhuộm vậy đó. Bởi vậy em mới ấn tượng, nhìn cũng hay hay. Nhìn cái thấy hình cũng bé bé xinh xinh mà nhuộm đầu vàng nữa, cũng chịu chơi đây. Bởi vậy em click vô em nhắn tin thử. Hai đứa chat chích nhiều lâu thì gặp nhau? 2 tuần thì tụi em gặp nhau. À, rồi mới gặp nhau thôi. Chỉ quá tôi tưởng 2 tuần là xong rồi chứ chắc chết. Em thì em cũng rồi em đi nói nhanh nhưng mà đâu có nhanh tới ở đó đâu chị. Em thì em cũng nghĩ là mình nên giữ một cái gì đó cho mình cái đã, mình đừng có sổ sàng quá để cho người ta cảm thấy là mình dễ dãi. Em mặc dù là em cũng thích anh này dữ dội luôn. Dạ. Hai đứa là lúc mà trong thời gian mà chat chít qua Facebook là đã thích nhau cuồng điên rồi phải không? Dạ. Mà lúc mà FaceTime là nhìn chân dung thiệt là thấy ổn rồi phải không? Đối với anh này thì em duyệt, nhưng mà còn không biết ảnh nghĩ về em sao thì ảnh chưa bao giờ nói. Nhưng mà cái lúc đó là em đã biết cái chiều cao của người ta chưa? Dạ chưa. Cả Luân cũng vậy luôn, cũng chưa, dạ, biết hình thể nhỏ này nó cao to sao luôn phải không? Không, cái hình đó em cũng đoán là bé vợ em nó cũng hơi nhỏ con. Nhưng mà khi gặp rồi em không ngờ là nhỏ con tới cỡ nào thôi. Tụi em tới 2 cái đầu luôn. Thì dễ thương chứ. Dạ đúng rồi. Dù mà tới 2 tuần nào, giờ 2 tuần sau là tôi nôn cái cảm xúc này quá. Hai tuần thì ảnh nhắn tin, ảnh hẹn em. Mình gặp mặt nhau đi chơi đi, anh chỉ đi ăn thôi. Vui vẻ thì mình sẽ đi chơi nhiều hơn. Còn không thì mình làm bạn cũng được. Thì em nghĩ ok, tại em cũng đang rảnh. Ảnh dẫn em đi ăn món và nhà hàng Trung Quốc. Mà vô em ăn đúng một muỗng, còn bao nhiêu anh ăn hết. Ủa sao vậy? Em cảm thấy em ngại á. À là mắc cỡ thôi hả? Cỡ. Em kêu quá trời luôn mà thấy vợ em không ăn miếng nào hết. Anh ăn hết, em thấy tội luôn. Gì? Tại em thấy giống như là em kêu quá trời nhưng mà... À là em order. Dạ, dạ. Ăn no quá thì anh nói là anh no quá thôi, mình đi dạo đi ra biển đi. À. Thì ra biển ngồi nói chuyện dưới hoàng hôn, tụi em mới find out ra được là tụi em học chung cấp 1 với nhau ở bên Việt Nam. Ủa cái gì mà nhân duyên lạ lùng vậy đó hả? Dạ. Không biết sao thì nói chuyện ra cái vợ em với em là học chung cấp 1 ở Bình Thạnh. Trời dễ thương quá vậy. Dạ, yeah. Trường ở tên là Nguyễn Đình Chiểu. Chồng em ở trên em một lớp. Chơi một lớp. Là trên một và lớp. Chung cô giáo chủ nhiệm luôn. À. Dạ, giống như là cô giáo chủ nhiệm trước của anh này. Xong rồi lại là cô giáo chủ nhiệm của em nữa. Rồi nói chuyện sâu hơn một chút xíu nữa. Thì là chị họ của em học chung trường với anh này cấp 2 và cũng quen biết với anh này luôn. Dạ, học kế bên lớp nhau luôn. Dạ. Khi cái bữa đó đi chơi xong thì ảnh có hỏi em là em ơi em có đang tuyển bạn trai không, cho anh nộp hồ sơ nha. Trời là thì... nghe là sến xúa gì đâu. Không, đâu có sến xúa em, cái đó là mình thẳng thắn giống như mình đi xin việc làm vậy đó, rất là dễ thương luôn, tế nhị nữa. Dạ em nghe câu đó xong em thấy dù gì anh cũng hỏi mình chứ ảnh không có kiểu vồ vập. Dạ, em không trả lời gì hết nhưng mà em nói là thì mình cứ nói chuyện tiếp đi. Ok, tôi đồng ý rồi đó, cái kiểu giống như là dạ, ok, tôi đồng ý. Ý của em là em đồng ý rồi đó nhưng mà để em chảnh chút xíu. À. Em chưa bao giờ trả lời với anh này là em đồng ý, nhưng mà cái cách
thể hiện của em với ảnh thì hai đứa tự cảm nhận được là à ok, bây giờ mình là bạn trai bạn gái. Cái ngày đó đi là giống như là chưa có chuyện gì xảy ra luôn. Dạ không có chuyện gì xảy ra. À anh này nắm tay em ở trên biển, nhưng mà tại vì cái ấn tượng của em là anh này quá cao. Ảnh cao quá tới nỗi mà em nắm cái tay của ảnh giống như là em là em bé, cái tay của em phải cao lên như vậy nè. Chiều cao chị thấy cũng vừa phải mà, đâu hai đứa đứng lên thử coi làm sao nè. Thì quen đến đám cưới đến giờ thì vợ em ăn lớn hơn chút nữa thì giờ còn có cái đầu thôi. Trò chuyện với cặp vợ chồng son tự nhiên mình cảm thấy háo hức dễ sợ luôn á. Cảm thấy là tiếc quá, cái thời gian qua Thúy Nga cũng chơi Facebook bút mà trai cũng chat nhiều lắm mà cứ bỏ lơ mà sợ. Chị là chẳng thà là gặp mặt đối diện đây đằng này mà qua cái Facebook là rất là ngại. Nhưng mà qua cái câu chuyện tình em, chị thấy là câu chuyện tình Facebook là có thiệt nha quý vị. Sau khi 2 tuần mà gặp nhau rồi là bắt đầu hẹn hò làm sao nè? Cái khoảng thời gian tụi em hẹn hò là cái khó khăn nhất của tụi em. Em với anh này ở rất xa, hai tụi em cách nhau tới 1 tiếng lái xe lận. Nhưng mà chị biết ở đường xá bên Mỹ á, kẹt xe là nó còn kéo dài nhiều hơn nữa. Cứ mỗi cuối tuần là tụi em chỉ gặp nhau được 1 lần thôi. Có nhiều lúc tụi em cãi lộn nhau vì cái chuyện này rất là nhiều. Tại vì ở xa quá cho nên cái lòng tin của mình nó cũng chưa có được xây dựng vững á chị. Cho nên là cứ gây lộn suốt thôi. Là mới 2 tuần xong mà đã gây lộn rồi đó hả? Dạ. Xuyên suốt trong cái quá trình đó thì có gây lộn, có hạnh phúc, có vui vẻ, có. Lúc mà em với ảnh gặp nhau cuối tuần á thì tụi em vui vẻ lắm. Nhưng mà em bị cái bệnh nữa, cứ mỗi lần mà ảnh chở em về tới nhà á là bắt đầu là em cứ suy diễn ra nhiều thứ. Ghen đó. Ghen dạ. Tại vì trong cái quá trình quen nhau á, mỗi 1 tuần, có khi là 1 tuần 2 lần em đều phát hiện anh này có bạn gái cũ, biết thêm một người, à người đó là bạn gái cũ của ảnh. Sao ai vậy? Ở đâu mà điều tra hay vậy? Em không biết mà tự nhiên nó tới, cái em có cái cảm giác. Rồi xong rồi cái em đi mò hết Facebook em coi thì đã... Cái gì mà giấu, nhưng mà gặp vợ em là em giấu không nổi vậy em luôn. Sao hay vậy ta? À chắc là trong cái quá trình mà em đăng một status gì là có một bạn gái cũ nó nhảy vô comment. Dạ đúng. À là em đã khai bao ra từ cái comment đó. Dạ, bắt đầu đúng. Em truy tìm đó. Dạ. Hay quá ha. Dạ, rất nhiều. Có thể là 1 tuần mà em kiếm tới được tới 3-4 người luôn. Nhưng mà những người đó có chính thức là quen không, hay là chỉ là giống như thích nhau phớt lờ thôi? Mém chia tay nhau cứ nói là nhiều lắm, nhiều rất là nhiều lần, nhưng mà chưa lần nào chính thức chia tay hết. Anh là người níu lại, còn em là em cảm thấy mệt mỏi quá rồi cho nên là em muốn buông. Làm sao luôn, cái vụ đó là có thiệt không? Cái thời mà còn trẻ đó thì em cũng hơi nông nổi. Bây giờ ta gọi là hơi trẻ trâu, em cũng không có chín chắn nên là quen cũng nhiều người cũng không tới đâu hay hết. Coi như là quen nhanh chia tay lẹ luôn. Dạ vâng. Khi em gặp vợ em á thì em cũng tự nói bản thân mình hồi mình phải thay đổi để mình có thể có một cái tình yêu đẹp. Nhưng mà cái thời gian mà hai đứa yêu xa thì cũng không có xa đáng bao nhiêu, nhưng mà em cũng cảm thấy là em ngờ vực. Thì có cái bí quyết nào mà để cho hai đứa xích lại gần nhau? Bí quyết đó là em dọn xuống ở chung với anh này luôn. Sau nhiêu lâu? Dạ 2 tháng. Lẹ quá, tụi em lẹ quá. 2 tuần là biết nhau thôi. Dạ. Là nhiêu lâu thì hôn nhau? Dạ 2 tuần luôn. 2 tuần. Là trong 2 tuần đó hôn luôn nữa? Dạ. 2 tuần 5 ngày. 2 tuần 5 ngày là coi như là cái gì đến là đến rồi đó hả? Dạ. Dạ. Còn xong luôn á hả? Chưa. À chưa không à. Xong rồi. Ủa sao, ủa trời, thấy không? Nhiều lúc xong rồi. Em có cái tánh đàn ông hay quên ống nhớ để nhỏ kể nè. 2 tuần 5 ngày thì là cái gì tới nó cũng tới. Tại vì miễn cưỡng cũng không được. Với lại em nghĩ rằng là cám dỗ quá mà. Dạ anh này ảnh kiểu còn trẻ quá mà. Dạ anh kiểu anh cứ lôi cuốn em. 2 tháng là em quyết định em về em dọn ở chung cho an toàn đó hả? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là nếu như mà bây giờ mình đã có cái gì với anh này rồi thì phải gắn dạ, bó luôn. Anh này là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của em luôn, coi như là mối tình đầu là cũng dạ cũng, dạ cũng... Không có nghĩa là trong cái chuyện đó thì ảnh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng luôn. Ồ vậy hả? Dạ cho nên là em nghĩ rằng là nếu như mà bây giờ mà em đã chọn người này rồi á thì thử đi, bây giờ mình cứ dính tới người này đi. Thì em quyết định là dọn xuống đây ở chung luôn. Dọn ba má cho đi luôn hả? Dạ lúc không. Đó không, ba má lúc đó không. Thì em nói là em đi học ở dưới đây, và thật sự em đi học ở dưới này thì em chuyển trường xuống dưới đây em. Xong học rồi thiệt. Em thuê thì, phòng giả bộ thuê thì phòng. Thì em nói với lại ba má em là em có thuê phòng mà thiệt em thuê phòng. Nhưng mà em thuê cũng được 3 tháng, nhưng mà trong 3 tháng đó hầu như là em chưa bao giờ ngủ ở cái phòng đó.
cái kho để đồ thôi. Dạ, rồi về đó tắm rửa xong lại lộn qua phòng bạn trai. Không có về đó, tại sáng em chỉ về em lấy đúng bộ đồ rồi em lại qua nhà anh này. Nhưng mà bên đó là nhà hay là em cũng thuê luôn? Dạ lúc đó là em cũng thuê luôn. 3 tháng sau em trả hết luôn rồi em dọn vô chung gộp cho nó gọn tiền á. Dạ tại vì anh này anh cũng nói là em ơi bây giờ thôi cái chuyện tình phí của mình nó rắc rối quá, nó cồng kềnh quá, thôi bây giờ mình dọn vô chung một ổ đi cho nó dễ quản lý. Phải có người xe tiền nhà chứ chị. Hay quá. Một mình em gồng đâu nổi đâu. Nói chung là bây giờ là nghe qua câu chuyện thì là mới biết đây là một đôi vợ chồng. Trước khi đến vợ chồng là người ta cũng có sống thử luôn rồi, sống thử luôn làm lẹ lắm luôn mọi người ơi, lẹ mà tôi ngỡ ngàng luôn. Nói chung là cái lúc mà vô lẹ như vậy là chính thức ở chung á thì cái dòng ở chung nó hay lòi cái tật xấu lắm á. Dạ nhiều lắm. Một nồi. Em từng xách đồ, xách vali đi ra khỏi nhà giữa đêm luôn. Ghê vậy? Dạ. Em thì tình cờ em thấy Viber của anh này, người yêu cũ gọi tới. À, anh không có biết, anh không hề biết cái chuyện người yêu cũ gọi tới, như là chỉ là cuộc gọi nhỡ thôi, nhưng mà anh không có bắt máy. Nhưng mà cái em này thấy cái tên. Dạ, em thấy. Em biết tên người yêu cũ luôn. Dạ, em biết. Em nghe gớm thì có chứ. Biết hết trơn. Tới đâu cản được đâu thì sao giờ. Em cầm điện thoại em hỏi ảnh. Ảnh đang chơi game, ảnh ngớ người luôn. Anh không biết chuyện gì xảy ra hết, mà gặp tính của em rất là nóng. Cái chuyện gì mà chưa có cái lời giải đáp cho em á là em là đùng liền. Xách vali đi luôn. Xách vali đi luôn. Em xách vali nói đi thôi chứ em cũng ra ngoài xe em ôm vali em ngồi. Người yêu cũ gọi là nhiều lúc cũng chỉ là lời thăm hỏi chứ em sao em cứ nghĩ là cứ người yêu cũ gọi là chắc có chuyện gì kinh khủng. Dạ em đối với cái từ mà người yêu cũ là kỵ luôn á. Nếu mà đã xác định là quen em, em cũng đã xác định là ở chung với anh này rồi thì anh này phải như thế nào đó với em, có nghĩa là phải clear hết như là trang giấy trắng đối với em vậy đó. Anh này á đổi Facebook lần thứ hai rồi á, phải xóa hết chứ Facebook cũ. Em cũng chấp nhận hy sinh bỏ Facebook cũ luôn, bao nhiêu người follow bạn bè bỏ hết, phải add lại từ đầu. Trời ơi, coi như là một vì một tình yêu. Nói chung là thật ra là nghe kể thì Nga phát hiện ra là Luân rất là yêu Linh á, và bạn cũng có cái nhân duyên á. Trở lại cái câu chuyện á, là hai người yêu nhau ở chung với nhau như vậy á, thì là bao nhiêu lâu thì quyết định tới đám cưới, rồi cái màn nào thì là cầu hôn như thế nào? Quen cũng một thời gian rồi thì thực sự thì lúc mà thời điểm mà em quen vợ em cũng 3 năm rồi đó. Ồ là ở chung với nhau 3 năm. Cái chuyện mà đề nghị đám cưới là thực ra là mẹ em. Và lúc đó là em mới chợt nghĩ ra mình cũng chưa có nghĩ tới cái chuyện đó. Mẹ nói là mẹ nói thẳng có mặt lên luôn hả? Có vợ nó luôn. Lúc đó em mới biết là chồng em quên luôn cái chuyện đám cưới với em. Tại vì ta dọn sẵn hết rồi mà, em bày sẵn hết, ta đâu cần nhu cầu. Đó còn mày... trẻ mà muốn chơi tí thì em cũng về cũng bàn với vợ rồi nói chuyện với em, ba mẹ của Linh, hai gia đình một tuần sau rồi gặp mặt nhau. Thuận lợi mà không có màn cầu hôn luôn đó hả? Dạ có. Cầu hôn thì có. Tụi em là thì quyết định biết là sẽ đám cưới, nhưng mà em không nghĩ là anh này sẽ cầu hôn em, tại vì cái tính của anh này cũng hơi hợt lắm. Nhưng mà đúng như cái dịp mà ở Las Vegas có cái lễ hội âm nhạc lớn á, mà anh này anh thích DJ á, cho nên là anh em cũng thích cái chỗ đó, cho nên là hai vợ chồng quyết định là lên đó cùng với bạn bè, thì anh này lại bí mật set up cầu hôn ở đó, là ngay cái chỗ khuôn viên. Dạ, cả ngàn người ở đó luôn. Chị thấy là cái nhân duyên của Luân với lại Linh á, nó có cái gì nó rất là thuận lợi. Khi mà em gặp ba mẹ của Luân á, là ba mẹ ngay từ đầu là đã thích em liền luôn hả? Dạ, thật sự là ba mẹ chồng của em hiền lắm. Với lại có khoảng thời gian em có ở chung với lại ba mẹ chồng một khoảng thời gian ngắn. Rồi sau đó hai tụi em mới dọn ra ở riêng. Cái khoảng thời gian đó thì cũng đã có tiếp xúc thường xuyên rồi. Bởi vậy mà em nói là cái thời điểm đó mẹ em nói là khi nào mới chịu đám cưới. Bên ba mẹ chồng thì lại rất là dễ chịu. Còn sao Luân sao tiếp xúc ba mẹ vợ làm sao? Lần đầu tiên gặp ba của Linh thì em sợ. em bị khớp. Tại vì ba của Linh là người làm ăn nhiều nên mặt nên người cái hơi hay lúc nào cũng hơi nghiêm túc. Em lúc nào nhìn vô cũng toát mồ hôi. Cũng gì hả? Dạ. Cũng nghiêm đến mức độ mà sợ luôn vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà cuối cùng sao mà
cách nào mà em làm cho em hết tóc mồ hôi? Dạ, thực sự thì tới hiện tại thời điểm bây giờ thì em cũng còn hơi sợ. Nghe vậy hả? Dạ, nhưng mà sống một thời gian thì cũng bình thường rồi chị. Ba Linh thì vẻ ngoài thì như vậy thôi, nhưng mà khi mà nói chuyện là ba Linh cũng nhây lắm. Vậy hả? Dạ, vui lắm. Là vui vẻ. Vui vẻ. Dạ, vui vẻ. Dạ. Cái khi mà có con như vậy là do vô tình mình có hay là mình có plan? Tụi em có kế hoạch. Tụi em cũng cố gắng trong vòng cũng gần hơn 6-7 tháng rồi trước đó rồi. Cố gắng à? Sao nói gì nghe tội vậy? Em cũng biết tại sao mà trong cái thời gian đó mình không có tin vui á, thì em cũng lo. Em không biết là thực sự là trong sức khỏe của em có vấn đề gì không. Em cũng nói với chồng em là con cái là cái duyên, nhưng mà thí dụ như mà anh mà muốn thử một ngày mấy lần, blend mấy lần thì cứ thử thôi. Cái gì một ngày mấy lần luôn. Anh có sức thì anh cứ thử. Ôi cha, cũng căng ha, đúng là vợ chồng son có khác. Tụi em cũng thực sự là cũng tìm tới bác sĩ để tư vấn luôn. Bác sĩ mà xem qua thì cũng bác sĩ cho đúng cái ngày đó, mình thử đúng cái ngày đó. Đúng cái giờ đó luôn. Đúng giờ luôn. Mà lúc đã đang bận rộn cũng phải buông ra hết hả? Dạ, phải buông hết, phải thử đúng cái giờ, đúng cái ngày đó bác sĩ cho. Nhưng mà có dính không? Dính thiệt. Nghĩa là anh này đang đi làm, anh nói alo. Tới giờ rồi, tới giờ. Về là anh này ok anh về. Rồi bắt đầu tới cái khoảnh khắc mà có tin vui thì sao? Trước cái lúc đó 2-3 ngày thì em cũng có nói chuyện với anh là anh ơi, người em khó chịu quá. Em cảm thấy rất là khó chịu, em cảm thấy người em nóng, ngủ không được, ăn cũng không được. Thì vợ chồng em cứ... Người ngày đó nổi quạo, dạ. Kinh khủng nổi quạo, em, không biết tại em sao, khó lý do. Em khó chịu cả ngày, giống như là đụng cái gì là em cứ cự với chồng của em. Mà thật sự lúc đó tụi em chưa biết là em có tin vui. Cỡ 2 ngày sau em đi làm thì tự nhiên em uống một ly nước thôi, em cảm thấy em khó chịu quá, em chịu không được, em ói. Em mới nhớ tới là mình trễ 2 ngày rồi. Thì em lật đật em chạy ra CVS em mua que thử thì có thiệt. Vui quá em gọi cho anh này kêu ủa vậy là mình có con rồi hả, mình làm anh làm ba rồi hả, mừng quá. Cảm xúc của em lúc đó là sao? Em thì em nhìn cái que thử 2 vạch em hơi đờ. Ủa sao đờ? Phải mừng. Tại vì em không có cái chuyện đó tới bất ngờ quá đó, em cũng chưa cứ tìm được cảm xúc như thế nào. Lần đầu tiên cái cảm xúc đó mình cảm nhận mà thì em bị đờ đứng hình cỡ gần 30 giây luôn. Sau đó em mừng quá hả? Dạ, nó nói ủa là thiệt rồi á, em giống vậy. Xong rồi đó hả? Dạ. Chiều hôm đó là em đi siêu âm liền luôn, thì cho em muốn là bác sĩ khẳng định là em có tin vui rồi. Thì em chụp cái hình siêu âm ra thì anh này anh mới la lên, anh kêu con tôi đây rồi. Dạ, thì lúc đó là hai vợ chồng là về, em về tới nhà là ba mẹ hai bên rồi chồng em sang đón. Dạ, cái khoảng thời gian đó em thấy em như là nữ hoàng luôn đó. Dạ. Tụi em cũng đã trải nghiệm nhiều rồi, nhưng mà khi mà lấy nhau về á, có bao giờ mà giận hờn nhau không? Chuyện mà giận hờn thì lâu lâu vợ em cũng nổi quạo vô cớ thì em cũng bực mình rồi xong rồi cũng lại làm hòa rồi cũng như vậy thôi. Rồi nó có đuổi đi ra khỏi phòng không? Cái chuyện mà đuổi ra khỏi phòng là thường xuyên luôn. Rồi đuổi ra khỏi phòng. Chị là đang nằm trên cái giường của ảnh á, mỗi cái gì? Khi mà cãi lộn. Chị đang ngồi trên cái giường của dạ, của Luân hả? Dạ ngồi dạ. Trên cái giường. Cái ghế mà chị đang ngồi là cái giường của em đó. Mà cái ghế này êm chứ. Dạ. Em mua hay là chồng em mua chính vậy? Chính tay em đi chọn để là em cố tình mua dạ. Cái dạng này để mà có gì đuổi ra dạ, hả? Ngay cả lúc gây lộn với ảnh em vẫn nghĩ cho ảnh là anh sẽ được ngủ một giấc ngủ ngon rồi đây. À, vợ chồng em mà có phòng riêng rồi, giờ con em cũng có phòng. Thì giờ gây lộn thì vợ em lấy cái phòng đó, con phòng của con em là em không được bước vô rồi đó. Thì giờ con ở ngoài đây thì lấy cái sofa ngủ thôi. Thật ra em cũng may mắn á, người ta đuổi cũng kia đến sofa cho tao dám đuổi em là được. Nó đẹp trai mà giỏi nữa thì tất nhiên là không chừng á, bởi vì là em giận hờn nhưng mà vẫn có cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ, là khuôn viên nó vẫn là nằm trong khuôn viên nhà chứ chưa có bị đuổi ra khỏi nhà. Đứa con chào đời nó có làm cho tụi em stress mà làm cho em căng thẳng mà phải gây lộn hay như thế nào không? Dạ có. Cái khoảng thời gian mà 3 tháng đầu là cái thời gian cực nhất. 3 tháng đầu mà lúc mà em sanh em bé đó là cái khoảng thời gian mà tụi em, thứ nhất là hai vợ chồng trẻ của tụi em phải học cách nuôi dạy một đứa bé. Ủa bà ngoại bà nội đâu đâu? Dạ có phụ, nhưng mà em nghĩ rằng là cái chuyện nuôi con là cái chuyện mà người mẹ với người bố phải làm nhiều nhất á. Cho nên là em nghĩ là mình nên cố gắng học. Thì cái khoảng thời gian nó rất là stress, cứ cãi nhau về cái vấn đề là nuôi con bằng sữa mẹ
hay là sữa công thức. Chồng của em thì muốn em là nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng mà thật sự em sanh em bé là em sinh mổ, với lại em bị giống như là bị dị ứng với lại cái thuốc tiêm gây tê tủy sống á, thành ra khi mà tiêm cái thuốc đó vô là em bị co giật rất là nhiều. Vợ em mổ á, em thấy rất là thương vợ em, tại vì khi mà bác sĩ chích cái thuốc gây mê lên, cái thuốc gây tê tủy sống lên cho vợ em á, mà vợ em phải nằm trên cái giường bàn mổ, lâu lâu vợ em hay bị dị ứng với thuốc á, thì em bị co giật. Thì mỗi lần co giật vậy là em rất nhìn rất là thương vợ em. Bác sĩ thì ở dưới thì cố gắng lấy em bé ra, ở trên thì em cứ giật rồi nôn ói. Nhưng mà trong cái quá trình em mà em mang thai baby ấy, là em có bị ốm nghén, bị hành không? Dạ có, em bị hành 3 tháng đầu. Em mà 3 tháng đầu em cũng hành chồng dữ lắm phải không? Dạ đúng rồi, có nghĩa là em ăn không được là anh cũng không ăn được luôn. Vợ ốm nghén mà chồng cũng ốm luôn đó hả? Dạ có nghĩa là em mà cảm thấy khó chịu là em cứ kiếm chuyện với ảnh, thành ra ảnh cũng chán ăn, anh cũng không ăn nổi đâu. Nhưng mà ảnh em thấy chồng em kiểu hiểu cho vợ là à không có phải là vì là em kiếm chuyện vô cớ với ảnh mà là vì cái sức khỏe của em. Dạ trong cái lúc đó là em thật sự khó chịu. Rồi cái 3 tháng sau thì mình trở lại bình thường. Dạ trở lại bình thường, không có ốm nghén nữa, nhưng mà ăn uống rất là khó khăn. Là em ăn cơm với lại đá lạnh á, em xay đá lạnh ra xong em ngồi em ăn với cơm. Cái sở thích đó hả? Dạ. Ồ, có mỗi người ốm nghén vậy á. Dạ. Không biết tại sao. Không ăn với thức ăn gì luôn. Dạ không, ăn với thức ăn em khó chịu, nhưng mà ăn với đá là em cảm thấy là em ăn rất là ngon miệng. Mà ăn nhiều không? Dạ rất nhiều. Nửa đêm 11 12 giờ em dậy em vẫn lấy một tô đá em ngồi em ăn một mình em. Tô đá mà ăn với cơm trắng thôi đó hả? Có khi ăn với cơm trắng, có khi ăn không luôn. Ồ ngộ ha. Rồi sau khi đẻ xong là hết ăn đá, chuyển qua lặn chửi. Ăn chửi là em ăn. À chị tưởng là em nuôi dạy con không tốt bị chồng cho ăn chửi. Dạ không có gây lộn, ảnh cũng la em nhiều lắm á, tại vì em bị stress cái tinh thần của em nhiều quá. Là em không có sữa đó phải không? Dạ em không có sữa, càng stress thì càng không có sữa. Ảnh muốn em nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng mà em là không có sữa. Có khi một ngày em ngồi gần hơn một tiếng đồng hồ nhưng mà không có ra được đủ một ao sữa luôn á. Rồi xong cuối cùng giải quyết là sao? Cho con uống sữa công thức. Nuôi con bằng sữa mẹ hay là chuyện nuôi con bằng sữa công thức thì cái nào nó có lợi có hại hơn? Thì em cũng hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ cũng nói là cái việc mà chọn sữa nào nó cũng không thành vấn đề. Nghe bé Linh chia sẻ đó, cái câu chuyện của em mà sau khi em sanh con xong rồi em bị stress đúng không? Là em bị cái cảm giác nào? Em bị hết tất cả luôn, em mặc cảm về cả cái ngoại hình, cái body của em luôn. Mặc cảm về vẻ ngoài của mình nó xồ xề hơn hẳn, nhưng mà chồng của mình thì nó cứ phơi phới vậy, cho nên là em cảm thấy em hơi dạ em khó chịu. Cho nên là mỗi lần mà chồng em mà cứ đi làm mà thay đồ ra ngoài đường là em khó chịu lắm. Trời ơi, những con nhỏ này nó ghen lắm luôn. Đó là lý do hả? Nó ghen mà nó ghen giả ma luôn. Dạ. Ồ, giờ em hiểu rồi, tại sao cứ mỗi lần ra đường là bị khó chịu không? À, thì chị hiểu mà, chị hiểu cái cảm xúc của người phụ nữ không? Khi họ sanh xong họ rất là mất tự tin. Rồi thêm cái nuôi con rồi cực khổ một mình nữa. Thường ra đường là em đầu tóc quần áo chỉnh tề rất là gọn gàng, mà bây giờ ở nhà cứ phải là búi tóc lên thôi. Cho nên là mình thấy giống như là mình bị mất một cái gì đó rất là lớn ở trong cái cuộc sống của mình. Mình không có enjoy cuộc sống của mình được. Mà chồng của mình đi ra được, xịt dầu thơm, chải tóc rồi. Mà ông này cũng điệu nữa. Dạ điệu. Ông hình thức lắm. Dạ, nhìn rửa mặt, rồi quần này, áo kia này. Em ra ngoài là lúc đó máu điên em nổ lên rồi. Là em bắt đầu là hả? Cào cấu anh hả? Đi đâu? Anh về chưa? Em cho anh đi một tiếng thôi. Anh không về đi. Rồi hả? Đừng có bao giờ mà nói chuyện nữa. Ra ngoài sofa nằm nha. Cứ em cứ như vậy suốt mà anh chịu đựng em dữ dội lắm luôn. Em cũng giải thích với vợ rồi, tại vì công việc của em á là gặp khách hàng nhiều. Là phải ăn mặc chỉnh tề. Phải ăn mặc chỉnh tề rồi gọn gàng sạch sẽ, ra đường người ta nói chuyện người ta. Ta mới... làm bị ốc mà. Dạ. Yeah. Nhưng người ta mới có cảm tình, người ta mới tin tưởng mua nhà mới có tiền đem về mua đồ ăn cho vợ cho nuôi con chứ. Đang nói chuyện với khách hàng mà tự nhiên thấy vợ gọi lên rồi. Xong. Biết có chuyện gì nữa đây. Nhưng mà bên nhà mà gặp khách nói chuyện, đang nói chuyện với khách mà vẫn phải cười. Yeah. Cười. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà trong đầu thì đang suy nghĩ sao vậy, nhà chuẩn bị sao để lên tinh thần để gặp vợ mình đây. Thấy tội nghiệp nhỏ ghê luôn á. Cái việc mà vợ em mới kể là sinh con ở nhà chăm con nó hơi tù túng, nên em cũng cố gắng chịu đựng là cùng vợ em vượt qua. Vậy thôi, em cũng không có gì nổi nóng nhiều quá, nhưng mà lâu lâu thì cũng quạo theo cũng không kiềm chế được. Dạ. Bây giờ
mình tấn công vô được cái vụ xấu luôn đi. Tật xấu của chồng em là từ cái lúc mà tụi em đã sống thử với nhau cho tới tận bây giờ là vẫn còn tật xấu. Chồng của em mỗi khi mà đi ra đường là mang một đôi vớ mới. Ảnh đi ra 5 phút, ảnh đi về, ảnh phải thay một đôi vớ mới khác để mà ảnh đi ra đường tiếp tục. Nếu mà ảnh đi về là ảnh phải xài hơn 10 đôi vớ. Mà mỗi lần vậy là ảnh không có để vớ của ảnh vô đúng cái rổ đồ dơ mà ảnh quăng ở dưới gầm giường á. Cứ lâu lâu em dọn dẹp là em thấy một nùi vớ. Đi ra ngoài á, em có cảm giác mà nếu mà em mang vớ cũ lại nó cứ dơ làm sao à. Nên em phải thay vớ mới mới cảm giác là người mình nó fresh, người mình nó sạch sẽ à. Còn cái tật xấu gì dữ dội hơn nữa không? Ảnh hay quên, ảnh quên rất lẹ. Ảnh dẫn em đi vô một cái tiệm quần áo, ảnh mua cho em cái đầm đó. 2 ngày sau, ảnh đi ngang qua cái tiệm đó, ảnh vẫn nói là em ơi cái đầm đó đẹp quá, anh mua cho em nha. Vậy đúng hả? Dạ, mà trong khi là ảnh đã mua cho em rồi. Còn bây giờ tới phiên Luân nè, bóc phốt vợ đi, coi thử là có tật xấu gì đưa ra. Em tranh thủ những phút giây này em phải vạch trần tội lỗi người ta ra. Sofa đang đợi anh. Em hù vậy sao vậy? Anh dám nói nữa. Tôi nói mà dỗ dạ, dỗ đùa nhẹ. Anh nói đi mà dần dần á. Hôm nay là ngày của anh. Cái khúc này là phải cam kết nói ra, nhưng mà vợ đừng thù hằn hay giận dỗi nha. Phải cam kết là nói ra là anh vẫn phải được ngủ trong giường chứ không được ngủ ngoài sofa. Ok anh. Rồi, vợ em ha, tật xấu ha. Tật xấu là cái thời, cũng từ cái thời mà mới quen nhau rồi. Hai cái tật mà lớn nhất là hay quạo ăn với quạo ngủ. Là đói là nó quạo. Dạ, đói là quạo. Đi ra ngoài ăn mà không đem đúng đồ ăn là quạo. Đồ ăn làm sai, quạo. Nên giữa đêm tự nhiên đói bụng, 11-12 giờ đêm không chở đi ăn, quạo. Cái nết gì kỳ cục vậy? Cực kỳ quạo ăn luôn, em không biết tại sao luôn á. À. Dạ. Bây giờ nhiều lúc khi mà em gây lộn, cũng gây lộn được một phần là cũng chung quy về cái đồ ăn mà vợ em muốn ăn là vợ em không muốn ăn. À. Bây giờ con bé nó có bị giống nết mẹ nó không? Bây giờ bé mới 10 tháng này em chưa biết. Con nít là dễ biết lắm nha em. Nó dạ đói có. Nó đói sữa là nó quạo ra mặt. Dạ có đó. Dạ có, ôi dạ có. Rồi xong, hiểu dạ luôn rồi. Linh á là có thích vô bếp nội trợ không? Không tự nhận mình nấu ăn ngon nhưng mà ăn được thôi. Nhưng mà có xiên không? Thấy bếp sạch sẽ của tôi dạ. nghi chắc mua Togo về hoài quá. Dạ. Khoảng thời gian này là Togo hơi nhiều. Là tại vì em vừa đi làm vừa chăm con. Hồi lúc mà quen nhau tụi em hay ra ngoài ăn nhiều. Chứ là từ hồi xưa tụi em thuê nhà mà đâu có xe được, đâu được xài bếp chung với chủ đâu. Nhưng mà từ khi mà vợ em có em bé đó, vợ em bắt đầu xiên nấu cơ nấu đúng rồi, ăn cho con. Nhà nó vẫn tốt dạ. cho cái sức khỏe của dạ. em. Dạ, bởi vậy qua cái chuyện này em thấy là em mới nể vợ em nhiều hơn. Vợ em rồi hồi đó giờ đâu có muốn nấu ăn đâu, đâu thích nấu ăn đâu. Thực ra cái đi ăn ngoài nó mất thời gian lắm đó em. Dạ. Mình có đồ ăn sẵn ở nhà mình nấu dạ. dù sao vẫn lẹ, mà em có dạ. con nhỏ nữa, em đâu có thể mà vừa ẵm dạ. con đi ra ngoài ăn, nó mất dạ. thời gian nhiều lắm. Hai vợ chồng em có muốn ai thay đổi về cái gì mà? Em cảm thấy là chồng của em tới thời điểm hiện tại á, đối với em á, chồng của em cũng hy sinh nhiều cho hai mẹ con em, cũng chịu đựng cái tính của em, tại vì em ghen nhiều á, cho nên anh chịu đựng em. Nên em thấy là thang điểm á, mà để mà chấm điểm chồng em thì em cho chồng em là 9.5/10. Trời, ngon vậy. Dạ, cái khoảng thiếu còn lại á là cái khoảng mà hay quên á. Những cái tật xấu. Dạ, chỉ có vậy thôi. Có thể là anh có 10 đồng ở trong túi nhưng anh vẫn nhường 10 đồng đó cho hai mẹ con của em. Wow. Dạ, quá tuyệt vời ha. Không có quỷ đen luôn nha. Phải nói không luôn hả? Dạ không. Cái này là vợ siết chứ đâu phải là do chồng tự nguyện. Dạ không. Đâu. Dạ không, em không hề siết chồng em về cái khoản tiền bạc. Dạ, cái là tự nguyện luôn. Dạ. Thực sự sau cái chương trình này á, anh chỉ muốn mong muốn em á là bớt giận anh vô cớ. Trước khi mà mình nói một vấn đề nào đó thì mình nói chuyện nhẹ nhàng nhau trước, rồi để mình tìm ra nguyên nhân, rồi để mình không phải lớn tiếng với nhau, rồi để đâm ra mình gây gỗ rồi mình bất hòa. Rồi thực sự thì từ lúc mà em làm mẹ, anh cảm thấy anh rất là nể phục em. Thì cái chuyện mà em thức khuya dậy sớm, em lo cơm nước cho con rất là đều, rất là đầy đủ. Chồng nữa. Dạ, cho con, cho chồng, cho con, cho chồng. Mình phát hiện đây là một chàng trai rất là đáng yêu và rất là đáng thương và tội nghiệp. Từ lúc yêu cái cô gái này cho tới bây giờ về sống chung một nhà làm vợ chồng, nhưng mà người ta lúc nào mà vợ giận là bắt đầu là ta đi mua quà.